Đấy là nhìn sang bên kia đúng không? Không, vẫn nhìn xuống đây mà. Nhìn thẳng xuống đây luôn. Nhìn thế nào được? Có cái Phải chỗ đi thế mà nào? vẫn đứng ở đường luôn, ở bờ rào nhà bác nhậu đấy. Xong chú quay từ trong ra ngoài xong lượm một cái quả đồi kia kìa, nó Ủa? có một nửa nắng nửa đồi, xong bên dưới này là cái sương nó phủ trắng xóa đi như là biển luôn. Thế thường Nhưng đi làm mấy giờ? mùa này thì chả biết được, chắc phải hơn 7 giờ Nhưng mà mùa này ở trên đỉnh là sương mù lắm. thế đợi vài hôm nữa kiểu hết cái đợt gió mùa này nhỉ? Thế mới làm Đợt hình nền cho đợt kênh trước mới à? Làm hình nền cho kênh mới như thế nào? Không, em quay kiểu sau tua nhanh thế này thôi, cứ nói chuyện thoải mái không vấn đề. Tháng trước là Chú, hôm cái nào này có quay 4 gói không đấy? 4 gói không quay được, nó không đủ dung lượng. Ôi, làm cho chết ra. Không phải để quay cả ngày mai chú đưa máy ấy. Thế để bán giờ phải đầu tư cái 120 GB thì cho quay 6 gói. Chết rồi, vừa thôi. À, hôm đấy đưa Ninh đi khám mà nào 6 rưỡi, tháng đầu tiên anh đi phim của Phong có mà có một đoạn quay đẹp lắm, nhưng mà máy kiểu mờ ấy không thấy rõ. Cũng mùa này chắc phải 7 rưỡi 8 giờ kiếm, cứ nào thấy nắng thấy nó lưng lưng ở trên bên đâu thấy tím chả bảo là 10 phút chả bỏ chứ. Chứ khi hỏi rồi nhưng mà chờ nghe tím bảo là tưởng tím làm bác đi làm à? Năm dài anh được mai năm chị nào. rồi anh bác đi làm giờ mới giờ Đó. 4 giờ 15 bác đi làm không, không quăng bỏ này phải không? Đến 7 giờ hơn 8 giờ không? Được. À không, thế phải mà không? nói dài luôn mai làm hắn. Thôi tối hơn 8 giờ lại xong lại đưa luôn. Nhưng mà được gói gắn gói ngắn luôn à? 4 tiếng. Thì 4 giờ đến 7 giờ là xong gói này nhá. Xong rồi 8 giờ là xong gói ngắn. Thế em lấy một gói thôi, không phải lấy cái chung. Thế lớn đưa xong Em tháng mai thì cài thoải mái bao rồi. Mà mai mưa không đi qua cho chị lấy máy sớm nhá. Không, gọi trước 7 giờ không đưa là không dậy đâu. Vậy được rồi. Chạy lại phần mềm chị ạ. Thử xem nó có được không. Mấy hôm nay cứ 7 giờ là mình mở cửa là thấy các bạn sẽ ra. Hôm qua đi đâu thì đi cùng với tôi đi đâu ấy. Đến 6 rưỡi đã thấy mấy bà là đứng ở chỗ đấy rồi ấy. Phải thông cảm cho em với, làm đêm làm hôm là sáng ra mệt lắm. À, sáng ra là bị mất ngủ là hay cáu gắt. Nhưng mà chị muốn làm sớm không nó đỡ Hôm khuya nay ấy. xuống là em Em chỉ làm được 3 đúng gói 10 giờ 9 giờ tối. Muốn chả được, bây chị đi làm cho người ta cũng phải có giờ giấc đàng hoàng chứ, 7 giờ chị mới được làm chứ không phải chị muốn làm sớm là làm đâu. Thế mà hôm nay chị toàn đưa sớm xong muộn muộn chị lấy về sáng phải gói làm sớm. 3 gói được sớm này. Để làm đi. Thỉnh thoảng về đào gốc đi nha, đừng để máy một chỗ nhiều quá nha. Vẫn nào thì phải đây. Dành đi mình ngồi quay, làm gì cũng để máy quay được. Đồ quá, chậm đời. Còn muộn vậy nữa thôi. Dẹt quá, đi đường nó lại lách dính tí nước mưa. Chị có củ gừng nào? Gừng đấy hôm qua tiên quốc nào xong nhé, bên đây chưa cần. Sao em xin củ gừng nhé? Làm cốc trà gừng không tối được cả. Nào vào cả mà còn chỉ đi giờ mua cả ngày. So sánh nó khập khiễng. Chú chẳng bao giờ mua kem, hơi tí là uống. Thì tránh hai thằng cu ra nha. Nam. Lại múc cho trận. Nam đâu? Lấy múa đổi lên đầu đi. Nhanh. Bạn ơi lấy áo như của bạn ấy cho em mặc cho nó đổi múa. Tí có phải máy của mẹ. Mỗi máy phải mẹ. Cắt xuống đi, chú cầm về đấy. Cắt đi. Hôm qua tôi ngủ rửa vào cột ngủ, xong nó lên thấy nó hỏi làm sao đấy. Thế nào đấy? Thế nào đấy? Rửa cột trong ngủ nó bảo thế nào đấy? Này, kiếm ở đâu ra con chó mini thế này?
Cưới nhà vãi, hôm anh Tuấn đã cưới ôm về. Bé xíu thôi mà. Bé già. Bà. À nó khỏi ốm đi. Buồn cười tháng này khỏi quý vừa quý vừa nổ xe cái thấy kìa tóc phát lên xe luôn. Nhưng mà anh mua thuốc chưa? Chưa. Nó sợ rồi thế. Chả việc gì đâu. Nó lớn như thế rồi, đã không hòa lắm. Nuôi được con heo thuần đen này đây. Đi đây. Thế hai con ở một nhà đấy nhưng mà con mèo kia chỉ ôm về nó có ở nhà đâu, nó xuống đây nó ở mãi nhà, có chó nó chả ở. Con này mai to có được chục cân không? Được đấy, thế mẹ nó không to chứ nhưng mà nhiều quá nó còi 8 con đấy. Còi. Nam sang đây đổi mua cho nào. Nghe rét à? Cú mũ vào. Nhanh. Em hôm nào chả hét gì hơi chục cái không thôi. Thế ai mong đấy? Anh mong hay chửi? Không, hay sợ đang bị chửi. Ai? Chú Huy, quên, chú Huy hả? Em thì cũng chỉ trí đó. Nhưng em chị tai nạn mất rồi. Chú Huy chín chín à? Thế là trẻ con. Thế là trẻ con. Thằng Lân bao nhiêu nhỉ? 2002. Lân nó có 3 tuổi. Nhưng mà thế. Nhìn chú Huy này thấy người lớn hơn chú Huy này. Mặt nhau như quả táo tàu. Anh có phải tàu thì giống như quả táo tàu. Còn anh lên 3 tuổi. Người to béo. Chưa hoàn lên cho em tin được để phải thu. Mình cho nó thu. Thôi lên lớp tuần trước, lên lớp ra thu. 2K2 á, năm nay học lớp 12. Chuẩn bị thi rồi. Thi thì mình quay có, không cần phải. Thi này cần gì phải quay có. Trắc nghiệm quay có kiểu gì đâu. Nhưng mà nó thi cái gì mà hoàn mà nó quay. Chưa biết. Ôi, quay cóp là thi kiểm tra 15 phút, 1 tiết các thứ thôi. Giờ các chú thi sướng nhỉ? Ngày xưa anh thi tốt nghiệp anh ôn mất 2 tháng. Em ôn ác, em ôn từ đầu năm. Mà bây giờ vẫn ôn từ tháng 9 rồi, tháng 9 là bây giờ ôn. Khổ cho bọn 2K2 này. Là phải thi kiến thức lớp 10, 11, 12. Năm bọn em thi dễ nhất nhỉ? Năm bọn em là thi mỗi kiến thức 12 nên ôn dễ. Không thi, không thi được thì về làm thi cái bài 50 mâm luôn đi. 50 mâm là cưới á? Có thầy kia rồi, mà bố giúp đưa về thì cái mang thi 50 mâm thôi. Nhanh gọn đúng không? Cho ra Hà Nội bay nhảy lên 4 năm. Thế bố giờ hơi bảo con họ cho bà với bảo đưa gái về. Không phải thi đâu, về thi cái 50 mâm cho bố. Chị đấy. Đạn gửi à? Ôi, không đạn hay gửi thì cho mình đấy. Chết thôi, giao mày để kiểu đấy á. Vừa đi mài các bạn. Nhưng mà để như thế lên xe mà quẹt phải thì thôi. Chứ bắt được rồi đấy à? Tối nay ở đây lẩu vịt đi. Ông đạn mua dưới kia về tự nhiên này chắc mưa vài ngày. Đi bố không? Chị bảo em á. Chú bác ngủ cả buổi chiều không ở được. Thì... Nào, mười mấy con các bạn chết hết rồi. Chưa mổ xong à? Hẹn ăn với bác Lâm. Nay đầu tháng. Đầu tháng lại ăn vịt à? Nói đi mổ à? Cho xuống mày dao, thằng ông bỏ mổ cho. Thế thì tối nay lại sai rồi, để dao lại đi. Vịt tới là ngang à? Vịt á?
chú bác kia vẫn hàng đấy à, nói tía tiện nhỉ, chú đang hàng dạ. Tiến ra xem ăn đi. Bán mình ha, tôi mình quá. Đây dọc xóm này. Bà thì bà Vũ, bà nội, bà ngoại, bà mẹ nó. Đi đâu là bà Vũ ngại xấu hổ lắm nhỉ? Bà Vũ à bà? Chị là bà Vũ này, chứ không ai bà Vũ, nó là chắc đấy. Vì là bạn bà Vũ là đời bà cũ.